là người tận tụy, gương mẫu, nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc. Nhiều năm qua, ông Đô Liêm, 65 tuổi, dân tộc Chăm, ở khu phố Long Lâm, thị trấn Long Điền, đã có nhiều đóng góp tích cực, thiết thực, gắn bó với cộng đồng, xây dựng khối đoàn kết dân tộc. Cũng có một chút đóng góp cho địa phương để mà xây dựng quê hương nhà cho nó tốt đẹp, giữ gìn an ninh trật tự trong cái làng xóm cho nó được tốt đẹp. Sinh ra và lớn lên tại tỉnh An Giang, đến năm 1989, ông Đô Liêm đã đưa gia đình đến thị xã Bà Rịa, nay là thành phố Bà Rịa, để mưu sinh. Chăm chỉ làm ăn, năm 2005, ông Liêm mua được đất cất nhà tại khu phố Long Lâm, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền và đã gắn bó với vùng đất này cho đến nay. Những ngày đầu về sinh sống tại khu phố Long Lâm, thị trấn Long Điền, ông Liêm tham gia vào ban bảo vệ dân phố thị trấn, làm tốt công việc. Năm 2006, ông được tín nhiệm bầu làm tổ phó tổ dân cư số 2 khu phố Long Lâm. Và năm 2008, ông được bầu làm tổ trưởng. Gần 20 năm giữ vai trò tổ trưởng tổ dân cư, mỗi ngày ông đều dành thời gian đi đến từng hộ dân để thăm hỏi, tìm hiểu gia cảnh, đồng thời tuyên truyền vận động bà con chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đến nay, 100% người dân trong tổ đều có thẻ bảo hiểm y tế, 100% hộ dân đăng ký đổ rác đúng nơi quy định, trên 95% hộ gia đình văn hóa. Đáng ghi nhận là tổ dân cư này không còn hộ nghèo. Làm tổ trưởng cũng được, cũng tốt, cũng quan tâm bà con ở sớm. Cũng như có chính sách nào của nhà nước thì đưa ra thì anh Liêm cũng tới nhà, vị tổng anh nói chuyện. Cũng như anh Liêm tới cho chỉ thị ở trên ở ủy ban là cho hay thì ông vô cũng đóng tiền, cũng bạc này nọ thì mình cũng đóng đầy đủ. Trong vai trò tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn chi hội nông dân khu phố Long Lâm, ông Liêm luôn sâu sát tìm hiểu nhu cầu của hội viên để đưa nguồn vốn chính sách đến từng hộ. Hiện ông Liêm đang tham gia quản lý và theo dõi 25 hộ vay vốn với tổng dư nợ hơn 870 triệu đồng. Tôi là hộ gia đình họ thuộc hộ nghèo. Rồi tôi có nhờ có biết được chú Đô Liêm. Chú có đến đây là tư vấn cho tôi là bây giờ có cái nguồn vốn bên chính sách như vậy đó. Tôi có nhu cầu để vay thì để chú sắp xếp làm hồ sơ cho tôi, chỉ dẫn là tôi được vay cái nguồn vốn đó thì tôi có nhờ chú. Thì chú cũng làm cho tôi bộ hồ sơ và tôi cũng vay được 15 triệu. Tại mà tôi lúc trước thì tôi bán vé số, thì nhờ có nguồn vốn chính sách xã hội thì tôi lấy cái nguồn vốn 15 triệu đó, tôi lấy thêm nó mua hiểm tôi bán. Thì đến nay thì tôi cũng kiếm lời ra được, rồi cuộc sống nó dần nó ổn định đi lên. Đóng góp rất tốt về các hoạt động ở địa phương mình, nhất là cái công tác là tổ trưởng tổ dân cư. Đóng góp rất tốt về, nói chung là ở địa phương đưa ra quy định gì thì tổ anh Liêm làm tốt hết. Nhờ cái công tác tuyên truyền của ông đó. Thứ hai nữa là cái tổ dây vốn. Ông là tổ trưởng tổ dây vốn của khu phố Lâm mình, giúp cho những cái hộ mà hộ nghèo, rồi những cái hộ khó khăn, rồi những cái em sinh viên nghèo tiếp cận cái nguồn vốn của chính sách. Thứ hai nữa là ngoài cái việc đó thì ông cũng đóng góp giúp đỡ cho những cái cụ già neo đơn khó khăn. Thì đó là cái đóng góp của ông trong cái từ khi mà về sinh sống ở khu 45 mình. Không quản ngại khó khăn, ông tham gia và gắn bó với công việc bảo vệ dân phố ở thị trấn Long Điền gần 20 năm qua. Bằng kinh nghiệm, sự nhạy bén của mình, ông Liêm còn phối hợp công an thị trấn Long Điền kịp thời phát hiện và truy bắt nhiều tội phạm. Qua đây góp phần các loại tội phạm về ma túy, nạn trộm cắp, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên và mâu thuẫn trên địa bàn giảm đáng kể. Năm 2023, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền được Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và ông Liêm cũng vinh dự được nhận kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bộ Công an trao tặng. Còn sức khỏe thì tôi còn tiếp tục đóng góp cho địa phương. Khả năng coi như là sức khỏe cho phép thì tôi vẫn tiếp tục đóng góp cho địa phương. Từ chỗ đó mà năm nay tôi ngoài 60 rồi. Nhưng mà tôi vẫn còn có tinh thần để mà đoàn kết với bà con lối xóm, cùng chung tay góp sức để xây dựng khu phố cho nó giàu đẹp. Dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng ông Liêm vẫn mong muốn được tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương,
qua đó còn nêu cao tinh thần đoàn kết, tuyên truyền vận động các vị chức sắc tôn giáo và tín đồ thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, gia đình hạnh phúc, ấm no.